tôi nghiện, bị nghiện cà pháo chấm mắm tôm hả? Không, cà pháo chấm mắm tôm là bình thường rồi, cà pháo mà ngâm kiểu mà chua cay á, chua cay mặn á. À, cà pháo làm trộn với mắm mắm cái mắm gì đó hả, ta hay bán ngoài chợ hả? Không, cái mắm mà giống mình ra nhìn cái màu đỏ 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 đỏ, nhìn nó đẹp đẹp mắt á. À, cà đó dầm như cơm tấm ăn thì bạn. Đúng rồi. Cà đó thì cơm tấm ăn là nhất nát rồi. Tôi nghe đồn nghe nó ông biết ngâm đó mà đúng không? Tôi mới mua về đó. Ăn cơm tấm hả? Thì để dành đó rồi ông sẵn rồi ông biết ăn cái tôi mua nhiều số lượng nhiều thấy à. Tôi mua nữa ông ăn ngâm đi, tôi ngâm rồi ông lấy ăn. Không, ăn sợ lắm. Anh ăn anh ghiền đó. Ăn mua hết cái chợ rồi. Ăn bị siết răng, người ta nói ăn bị siết răng vậy hả? Ghiền, ngon quá ghiền. Đục vòng có ăn ghiền. Bây giờ chia sẻ cho. Chia sẻ mọi người cách làm mắm cà rất là ngon luôn. Có nhiều loại mắm lắm, giống như là cà mắm trộn, mắm cái, mắm gì đó. Nhưng mà chia sẻ mọi người một cái mắm rất hay. Thì đầu tiên anh cũng thái lát mấy miếng bạn đi. Cái này mọi người trộn với muối và giấm. Giấm đúng không? Giấm đúng không? Muối và giấm, nếu không có giấm thì chơi chanh. Mà cái chơi giấm thì chơi chanh sang quá. Cái nắp anh đã đóng kỳ rồi. Rồi mọi người sẽ thái ra. Cái này mấy anh em có thể làm thử, mấy chị có thể làm thử cho chồng con ăn. Rất là ngon luôn. Cái giòn ngon nha. Ăn là ghiền luôn. Đó, mọi người cứ thái ra. Nếu thích ăn nhiều thì thái đôi, thích ăn ít thì thái làm 3, làm 4, làm 5. Rồi đâu đi. Đó, mọi người thái ra nha. Rồi ok, sau khi mọi người cắt xong thì mọi người cứ ngâm cho nó giòn, bên này trắng, nó không bị thâm. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bị làm mắm nha. Cách làm thì đơn giản như sau, mọi người chia sẻ cho em nha. Một mắm. Thì cái nó một mắm thôi, anh cứ cho một thì mình tính theo một. Cứ một là hết đúng không? Một mắm. Mắm gì cũng được đúng không? Mùi mắm ngon thì nó ngon. Một giấm. Nếu cho hai mắm thì hai giấm. Cứ mỗi thứ một thôi. Một mắm, một giấm. Giấm nào cũng được đúng không? Một đường hoặc là nửa đường tùy mọi người muốn ăn ngọt nhiều hay ngọt ít. Đường thì mọi người thích cho một hay cho nửa cũng được tùy. Rồi, một nước, một giấm, một đường. Em cho một đường. Đường hết mẹ hủ đường rồi. Một đường. Rồi, một nước. Ừ, vậy cái mình chán nè, chứ nãy không chán là sao? Mày một á, tôi đổ một á, để cho đổ ấy cho nó ấy thôi. Một đó. Rồi, mọi người bắt lên nấu cho nó sôi. Okay. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu xay tỏi và ớt. Tỏi ớt đúng không? Tỏi ớt mọi người sẽ xay ra. Vấn đề tỏi ớt thì mọi người cho nhiều thì nó ngon. Rồi, ok rồi đó. Cái này nó tiện đau đúng không ạ? Đúng hợp. Tỏi ớt xay. Ok, bây giờ chúng ta chờ cho nước đường nó nguội. Và cà pháo chúng ta mọi người vớt ra cho nó khô ráo nước nha. Đó, mọi người sau khi nước nó nguội mọi người sẽ cho vô. Quên cái này. Thơm nó thơm nhức nách luôn. Thơm lắm mọi người, cái này mọi người ăn chỗ ghiền thôi. Mà sao nó nổi vậy ta? Cái mùi nó đẹp. Rồi mọi người cho vô, mọi người bắt đầu ngâm nè. Cho này vô đó, để ráo nước đúng không? Ráo nước, mọi người sẽ cho vô ngâm. Sẽ ít nước không ta? Chắc không đâu này. Rồi sao? Mọi người sẽ cho vô. Ít nước không ta? Chân. Nước thì mình đổ ra lấy quất gì đâu mà. Rồi, mọi người sẽ cho vô. Tù nhìn đẹp này. Ừ, lên màu nước là đẹp. Có vậy được rồi đó, ok rồi đó. Ok, hey, hey, hey. Nói cái gì nhạc đè xuống. Vậy được rồi. Vậy được rồi, vậy là ok rồi. Để làm mấy ngày? Nhưng anh để qua mai nó ăn được rồi. Nó hư không ta? Nếu mà sợ hư thì anh để qua mai cho nó thấm gia vị để anh bỏ trong ngăn mát lạnh là xong. À, cho khỏi lên chua đúng không? Đúng rồi. Đó. Mà nhìn đẹp vậy. Ừ, anh thử kìa, cái mắm anh thử cái miếng cho nó thấm không? Thử, mình chấm nó, mình quất luôn ha. Nó hợp khẩu vị không?
Hơi cái mắm nó vừa lắm. Thơm khẩu vị phải không? Ừ. Ê, hơi cay. Hơi cay. Ốc nhiều quá. Rồi, ok. Cái này ăn rất là ngon nha mọi người. Mọi người cứ làm thử đi. Rất là ngon luôn. Giòn rậm luôn á. Đó, ok, chia sẻ mọi người, đây là cách đơn giản để mọi người muối cà, cái này giống hết cơm tấm luôn á. Ăn cơm tấm, mọi người ai ăn cơm tấm thường xuyên hay gặp cái món này nè, rất là ngon. Ê, nhưng mà cái khẩu vị của cái nước mình pha là nó như là nó vô chuẩn luôn rồi. Rồi, ok, cái này rất tuyệt vời nha, mấy chị em có thể làm thử cho gia đình mình ăn, rất là ngon nha. Ok. Nhớ đăng ký bật chuông.